Vô có dàn ma nha các bạn. Nè quá trời luôn. Theo chương trình là môn bắn súng. Bây giờ mấy giờ chơi là tốn tiền dữ à. Căng à. Bói 50 ngàn biết tiền ngu rồi. Trời ơi bao đầu bao. Thôi thôi. Mình vô bắn đi. Sáng mình đi mình đem chỉ vàng theo mình chơi đã luôn rồi. Bắn. Nè đúng kèn ở đây ơi. Cứ là lụm 50 ngàn đó, lụm lên ở lộn cứ vậy là mất 50 ngàn đó. Rồi mày lượm 50 ngàn của ông rồi đó. Cào lên. Giờ xuống cào lên. Cào lên đúng rồi. Mấy thằng chơi game khoai hay đâu giỏi đâu coi ơi. Rồi hết rồi, 1 ngàn tiêu rồi đó. Rồi chơi lẹ đi. Đi chỗ khác. Đi chỗ khác đi. Đâu nói mày chơi game khoai hay lắm mày hít sọt không rồi bấm nó coi coi. Trong game nó nghe lạ lắm. Trong game với ngoài sao thấy nó lạ lắm. Trong game với ngoài nó lạ lắm thiệt. Trong game sao tu. Đây coi bạn Thận 63 rắn đây. Mày ảo lên em ơi, thấp dữ rồi. Bắn tiếp đi. Đỡ cao lắm mới được. Tao bắn mày hối tao quá tao bắn. Gần nó trúng nữa con, gần đây gắn đi con, gần trúng rồi. Gần trúng 50 ngàn rồi. 13-50 ngàn. Chị đi chuối 2 ngàn. Chị Liên Thanh rồi. Liên Thanh luôn em. Bắn lại đi con. Bắn lẹ đi ba. Liên Thanh cái nè, Liên Thanh nè. Rồi, cơ hội, mất 50 ngàn. Bắn đi. Bắn thử còn không? Bạn đi, đỡ nó quần sao? Đi bắn nè. Đi. Đây chú bạn. Tiếp. Quay khu trưng bày kìa. Ủa, đi sở thú à? Tiền gì? Khu trưng bày. Tiêu bản là bộ xương á hả? Thì chó có không thầy? Có xương khỉ đầu chó chứ không á? Có xương khỉ đầu bộ không? Xương khỉ đầu chó mày coi thử coi giống Lam không? Đầy hơn nha. Từ Lam Cô Ti số 1. Cô Ti. Như đây nè coi nè, nó khu trưng bày tiêu bản động thực vật. Khỉ đầu chó. Động thực vật vậy là có thực vật đó. Đây. Kiều Béo ơi, cái gì vậy? Nãy bắn trúng 10 hả? Quên thì lá chứ gì vậy? Lá. Thầy đọc tên đó kìa. Chưa.
sung thằng lằng. Thầy, em nhìn cái này giống thầy hơn nè. Công viên văn hóa Đầm Sen giống như mày. Nè, cái này giống thầy nè, trời trời chống bút chén luôn á. Trời ơi, ê, trời kỳ quá. Nè. Trời. Ôi, con anh em giống bút chén thầy luôn nè. Đời ơi, bon cô. Mày tào lao rồi, sao giống tao được? Nó tính giả vậy mà. Tao tiếng quá rồi. Xin quý khách không giờ vào hiện vật, thế do không có sờ vào. Thấy rồi đó, chú Minh mà. Đây, ốc đây. Xuống hay ra gì không? Có đây có ốc tháp, ốc bu vàng gì không? Đây nè, ốc giống kia nè. Ốc gì nè. Cái ốc thiệt mà cái vỏ đó con. Cái này là cái bốm thiệt luôn hả? Bốm nè. Đúng rồi. Bốm hung ngang lòng vậy. Bốm vừa vàng. Không có con chim này. Không có chim, tự đi hết chưa à. Đây nè, này con kiến dương con gì nè. Có chim nào quý quý không mày? Chim nào quý? Đây là bông bốm không ta? Thầy biết con nhỏ nè. Thầy con bé con nhỏ. Hey. Nè con kỳ đà hoa. Xin gì? Hiểu rồi, quay rồi. Xin cảnh gừng ngập mặn cá sấu. Ôi trời. Con cá sấu nè. Đây là hà mã. À, mã này qua tẩm ớt rồi, lộn tẩm ớt. Tẩm ớt như vậy chứ mày nướng nhậu anh em. Đây là con gì đây? Tiết cồ. Đây là bộ xương của con gì đây? Xương heo rừng. Đây là con quả đen. Đây là con ngựa vằn, là ngựa sớm á. Cái gì? Trời, cái mỏ ấy chen thầy luôn. Mày nghĩ là vậy chứ mỏ mày á. Trời ơi, không biết cái thầy. Đời ơi, một cô vậy đó. Là điểu châu Phi. Đây là ngựa vàng luôn. Kìa cắt thì cũng cắt luôn kìa. Ở đây là cây voi hương. Đây là cây mực. Đồi. Con đồi. Con đồi. Đồi. Sóc đen. Chân vàng. Ngựa dừng hai ba con luôn nè. Đây nè, con gì đây? Kỳ mực. Heo gần. Châu. Thầy ăn heo nướng không? Thầy. Không. Heo gần nướng ăn thầy. Thầy nướng con này nè. Đầu châu. Con châu mặt ngựa. Cái châu thiệt cái gì nè? Thầy biết. Qua đây. Họ gì đó, gì hay gì đó. Ồ, cái này không biết đâu rồi, ra đây. Rút. Quá trời cá luôn vậy. Nè. Bồ biển. Đôi mồi. Đôi mồi dứa, đôi mồi. Nhắm dịp. Thôi ra, trời ơi, cái mập kìa, nó chìm chen thầy luôn trời. Mày nói hồi chắc có với mày luôn bây giờ. Trời ơi, con này đó là thiệt mà. Này ốc nè. Ốc bở hả? Cho mày, đó là cho đi. Thầy à, chứ mày chứ. Rất giống mà. Mày vô, mua đồ đi mấy đứa ơi, mày vô. Bữa Đầm Sen đây, cửa hàng của Đầm Sen rất là rẻ. Số kiếm về tặng ghệ đi con. Ê, cái này tặng ghệ. Kiếm này như vậy hả? 40, 60 giảm còn 40. Quẹo lửa. Trời ơi, quá bắt ở đâu vậy? Mày đi cái áo khác con xong đâu mày.
Ừ. Sớm rồi có đem theo không? Đem xe. Rồi vậy mất rồi thôi. Mất cái gì á? Áo khoác. Đi con, đi. Đi của anh đây review gì nè. Tới khu vườn khủng long. Đây khủng long mà trời. Trời trời, cỡ gì đây? Trong mặt luôn vậy. Đây nè, mấy con này nè. Đây nữa nè. À, bà rôn to nha các bạn. Tiếng Anh của con này là bà rôn to nè. Gì? Bà rôn to. Là gì? Là con khủng long cổ dài đó. Phải không? À, đây, đây, đây vô. Khủng long à. Đây, đây. Đây. Thấy gì đâu, quỳ quêu. Cổ, chân khủng long hóa thật. Mẹ con này. Mà lét ra đây, mà lét ra đây, mà lét ra đây. Nguyên đây. Có khủng long nào dữ dữ không? Đây 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 khủng long nào lấy đây. Đây khủng long. Đây khủng long. Tên gọi là Hán Việt Bá Vương Long. Dài dài 5m, cao 3m. Đây cái đầu đây các bạn. Đây tối quá trời thôi ra đi mấy đứa ơi. Đây đây khủng long giúp cho nè đó. Đó đó khủng long à. Đó. Tới các bạn thông cảm nha. Đó trời 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 khủng long kìa. Nãy qua thế giới động vật rồi mà. Dạ chưa. Nãy qua rồi. Ôi mấy này chưa qua nè. Ai chưa qua qua đi. Nghiệp viên khủng long này coi nó dài đó nè. Bà rô to hả? Đúng rồi, tiếng Anh nó vậy đó. Linh em. Ờ. Đi hay đó. Khủng long giả bị bóc nè. Đây, đây, đây. Quá dài. Bộ lấy cái này đứng đóng nè trời ơi. Dữ lực. Đi nè hả? Đi theo lại. Ui, chết cây. Giờ quay lại vườn khủng long nữa rồi. Không. Tiếp tục chương trình đi review cái gì đây? Em kêu thầy là chú Phan quay rồi hả? À. Quay luôn rồi. Thầy kỳ cục quá à. Lâu đài kinh dị. Vô lâu đài kinh dị. Vô cái gì? Lâu đài. Không có cái gì về xây? À, tàu lượng siêu tốc. Tàu lượng siêu tốc, ồ, quá đẹp quá trời. Kiều yêu ông ơi, con này ông gì vậy? Con gì ai biết thầy. À, ngựa lên luôn nè. Quá đẹp. Em biết con gì à thầy? Con gì? Con cháu con học bông đỏ. Sáng đi, ôi lòng sáng đi chơi có uống thuốc chưa con? Thầy ơi, con đâu có uống thuốc chứ thầy. Thầy kia thấy bệnh nặng lắm rồi. Ây da, này căng rồi nha. Không đủ chiều cao thì sao thầy? Không đủ chiều cao thì đứng nhìn chứ thầy sao? Tàu lượng siêu tốc. Nó cao quá thầy ơi. Thì phải cao rồi. Thầy chơi. Đây là gì ta? Ơi. Qua hướng dương. Sao không thầy dương. Rồi trời, thèm chết ai đưa ăn hướng cho ăn chân trời. Thôi nói vậy mới đưa rồi trơn. Thử ăn bên Linh Linh thầy không ăn mà. Mày nói xàm bực gớt cái răng mày nha. Đi chơi á, thấy thức tất, người ta không cho chơi, đứng ở ngoài không mà. Trời ơi. Còn đứa kia không theo bài? Lụng quá, lụng nó chơi vậy đó nè. Còn đứa lụng nữa, chơi thôi. Còn con lụng nó theo bài? Còn ghẹt quá rồi. Tại sáng giờ nó không chơi nên nó còn sức. Phải nó mang dép mà nó độn cái chừng 20 ăn lên là đủ chơi rồi. Thấy vậy chứ mang cái dép cao, mượn lên đâu ngon. Trời ơi, cái này cao chứ gì trời. Thầy ơi, lên chơi đi thầy, quay cho ngược tế. Trời trời, cảm giác ảo à. Lên chơi không các bạn? Để ra nè. Không chen lấn xô đẩy nè. Người lớn cho em mỗi người một vé nè. Kiểm tra tư trang trước khi tham gia nè. Chỉ vận hành khi có đủ 10 hành khách. Quý khách tự bảo quản trang tư trang. Không uống rượu, thời gian toàn. Không dành cho trẻ em cao dưới 1m4. Không dành cho thai phụ. Mát nhưng mà nó lạ lắm má ơi. Lỡ lên chơi chơi cho nó chót luôn ấy.
Mẹ thầy sợ hơn tụi bay sao? Lên lên lên. Trời, lần đầu tiên trong đại chơi trò chơi này luôn á trời. Ủa mà nãy tôi nghe mấy đứa mày nói đứa nào cũng sợ hết trơn mà. Mình thấy trên TV hoài mà không biết sao thấy ngán quá các bạn ơi. Lộm lộm lộm. Thầy ơi, đi chuột cút chân là sáng giờ đi nhiều rồi. Cái gì? Đi chuột cút chân á. Chuột cút mà. Sáng giờ đi nhiều rồi. Đúng rồi, sáng giờ đi nhiều bị mỏi chân nghe chú hay chuột cút. Gán đi con, chị cực đi, hồi chịu khổ. Cái gì vậy? Em đi thầy ơi. Sao kỳ vậy? Mày thì quê bỏ con phải không? Cái trò này giống cái trò sớm mình ngồi mình coi 3D nè. Mã này là thực tế nha, nãy là coi bà coi trên hình thôi. Đây là chỗ phòng nghe các bạn. Chạy đi con. Chạy cho nó phiêu một chút. Chạy đi con. Rồi tới mình vô luôn. Lộn. Ủa chạy ra. Chú luôn. Ngồi chú em lại. Chạy chạy ra lại. Ông có chú hả? Ngồi chú thầy. Không nghĩ ai con. Cái gì? Thầy cũng đi chơi tụi bay mà thầy dữ vậy. Đây để đâu vậy? Ngoài hả? Đúng chưa? Vô luôn anh, lên luôn anh. Để gì nước mình vô đi. Vô, mạo hiểm luôn. Để mình vô luôn. Đúng rồi. Để vô luôn đi. Chiếc đi qua hả? Chiếc đi qua hả? Tắt rồi, thì tắt rồi. Cảm giác sao? Hồi nãy quay mà mình không quay được nha các bạn. Trời trời, phê cho. Phê không? Nó phê, nó phiêu nó vậy. Trời ơi, đã. Tao. Cảm giác mạnh, sướng. Ê, tính đâu chết không hả? Mấy con mày ngồi ghế đầu kìa còn dữ nữa. Trời trời, nãy mà quay được camera đã trời. Sợ cầm camera nó rớt. Cái gì? Không rớt vậy? Tao có cầm thổi đâu. Sợ rớt thổi nên không có cầm thổi theo. Có cuốn theo cái đó luôn. Lần đầu làm chuyện ấy hả? Không có giờ nó xuống cái lên nghe ha. Phiêu không?
Lên đó là chỉ còn chịu đựng thôi. Sao Lam? Sao khóc luôn vậy? Thấy cho hai cảm giác cho. Ôi, nãy giọng kia là xuống nè, không quay được trời. Mấy cái này giờ đang gọi hồn về các bạn ơi. Hú hồn hú vía cho rồi. Hồi nãy thằng Minh đâu lên có chơi không Minh? Minh, nãy không có chơi không? Nãy không có chơi không? Đâu phiêu hơn nãy nữa. Cái bài nhanh lắm mà. Chứ còn đâu có cồn. Đi lại kia sao quay hả? Đi đi gì gọi gác à? Ai kia sao quay hả? Gì? Đây. Nó đang lấy lại hồn vía kìa. Chơi xạo quá. Có không có trời. Quê không? Quê. Quay được đâu, sao có điện thoại. Nghĩ là tao ngược lại sao rồi ai quay. Sáng nãy quay. Hồi nãy sợ rớt. Cảm giác sao, cảm giác. Ôi là trời. Nó phiêu phiêu thì sao á. Phải hằng hằng Kỳ Phương nghĩ chơi phải rồi. Nó qua vòng tròn nhanh ghê không? Trời ơi trời, không có đi cái trận lên. Lên đó mà nói trời trời này mà nó cắm đầu xuống luôn chắc chết. Thầy quay được khúc đó đâu rồi điện thoại, bỏ điện thoại lại mà. Nước suối. Giờ mình chuyển qua khu khác nha các bạn. Trò chơi nãy là rung bay bảy hết rồi. Bây giờ mình vô lâu đài kinh dị nha các bạn. Phiêu nữa nè. Vô. Đây. Theo được không? No. Đi trước ảnh mắt thì sao? Lên đây trước ảnh mắt nè. Để nó bắt ảnh chụp vậy. Đó rồi, cắn đầu luôn rồi. Rồi. Đó nó. Kinh dị nghe các bạn. Đi. Bước lên nha. Cho biết thế nào là ma. Chỗ này tối quá quen đường nha các bạn thông cảm giùm đi. Tôi vô nhà ma rồi. Kinh dị quá. Vô có nhà ma nha các bạn. Nè quá trời luôn rồi. Không thấy đường đi luôn rồi. Đâu. Đây nè các bạn, thấy ghê không? Đây nè, đó. Trời ơi là trời. Đây, đó.
Ê, lấy đầu cái kìa, lấy đầu kìa. Sao sao có điều không? Có gặp ma nào không? Em muốn sao mày đi sao cũng sao, tôi nó hứng sợ, tôi nó hứng hết rồi. Cái này đã hơn nãy phải không? Đi nữa vậy? Đi luôn. Đi lần hai luôn các bạn ơi. Đi nữa rồi, mình ở ngoài đợi. Đây là những con người sợ ma. Đi đây. Con lết qua luôn hả? Sao con? Hồn vía đâu rồi? Mặt nó nãy tái xanh lẹo luôn. Thằng Cường nó ói luôn mà. Hồi nãy nó có chơi vòng vòng quay thằng kia không? Trang Anh kìa. Không. Nếu không chơi vòng đó còn mệt nữ nữa. Thằng Minh không chơi là hên rồi đó. Thôi chơi rồi, đúng rồi. Bơ phờ hết rồi. Em biết cái độ cùng của nó rồi. Cái đâu thầy, tao có sợ ma đó. Tao sợ ma phải, đúng rồi. Giờ tiến hành kiểm tra số lượng học sinh vào ra xe đi siêu thị. Kiểm tra hành chính. Mình dạo vòng siêu thị nữa rồi mình đi về. Nhưng mà nhà ma ra giờ nó quéo hết trơn các bạn. Rút. Lết luôn á thầy ơi. Ai không nổi sao trong xe. Đi lên mình chiếc rồi mình đi phải chơi cho nó đủ. Nó có ai gớt hết kìa, chiếc ra luôn. Cái này xong ma nè, té đáy quật luôn nè. Ai sợ? Còn cái gì nó đi nhà ma. Còn đi nhà ma ra nó sợ gõ đi vô nhảy sinh nữ luôn. Tết bà mới lên xu hướng nè. Rồi rồi, mới lên xu hướng luôn. Rồi rồi, tới luôn rồi. Mới nói câu này trên TikTok nè. Lại hù nó quá trời. Thầy hù. Thầy ơi, cái này mà lên mấy kinh nghiệm đi. Bớt cái chuyện cái nữa. Để tao phải cho rồi. Mình vô nhà ma mà biết ai là ai không? À, Trang Anh á. Nhận Trang Anh mà nó không có đi. Tao lừa hồi nãy là chắc không đi tên ba đây đâu. Tại nó lọt ra cái xe luôn. Trời sợ nó lọt ra khỏi đống cháy luôn. Tiếp theo là sao mày? Tại nó còn nhỏ thôi. Thôi. Chúng mày bị sinh nữa à? Vui quá. Sao chắc chị Trang Anh đi nhà ma nữa quá. Đó. Nói về gì nói vậy. Sao mình còn được năm nữa mới lẹ cái trong quý. Giờ cho mấy em đi siêu thị chơi chút gì các bạn. Rồi. 3:30 tập hợp nha. Ai trễ là bỏ đây luôn á. Nhìn lên, chiều rồi. Sao cơ? Thôi mà, biến đi. Làm biến đi hả? Ngã cho xe đi dưới xe nghe con. Em có ở trên đây luôn quá. Xe mình tự đau cái giò đi khỏi. Ngã mày chơi thiếu vô. Muốn quá chạy. Xuống tới siêu thị Sài Gòn. Đủ ra. Trời ơi. Siêu té cắm mặt rồi. Rồi vào cổng siêu thị nghe các bạn. Tiếp tục qua chương trình ăn chiều con. Vậy nãy vô siêu thị không có quay được, giờ ra quán cơm quay nè. Siêu thị hôm nay quá trời đông luôn.
vừa ăn xong chia tay với chú hướng dẫn viên rồi. Nay về chứ chắc cỡ 9 giờ. Tới trạm dừng chân của Tiền Giang, huyện Châu Thành. Đây, ăn gì vô trong là ngồi bàn đi. Đây là bánh dừa chuối. Ok, cá đẹp quá ta. Gì không? Kìa, ở một nhà xin nóc nữa kìa. Bữa nào mua quà về biếu ba mẹ không? Mua nguyên địch biếu cha đi, mua bị biếu mẹ. Trời ơi, hết tiền rồi con ơi, sáng đi mẹ không có cho tiền. Ôi, quá trời cá đẹp luôn đây. Đây hồ nữa các bạn ơi. Mời đi con, ngồi một bàn, bốn bạn đi. Lắm. Đứa nào cũng đói bụng rã rời hết trơn rồi. Sao hói gì Nguyên? Chó ăn chè hả con? Chết luôn rồi. Ăn kêu có sức ói. Ủa? Sáng mình chuẩn bị ói ra mà tụm dữ vậy. Sáng mày có ói không? Trời ơi, chỗ này nó mà ói ăn hết đồ vô siêu thị luôn. Có mồi, có mồi. Hủ tiếu. Tụi ăn gì? Ăn đậm, ăn đá, ăn đậm. Không, mày nghĩ ăn đây, mày ăn mày ói mày báo không à? Con lấy đũa ăn đi con. Tại gì hả? Mệt thấy gì? Mệt hả? Vậy ăn từ từ đi con. Mình mệt không con? Đi xây ra nha. Xây ra thành cháo dễ hốc. Vô. Đủ cho con. Bỏ muối, lộn, bỏ ớt nhiều nhiều con. Ăn cho đừng ói. Sao cái này ngồi con mình vậy? Còn mình luôn không con? Con qua ngồi với bạn đi. Còn mình, mẹ mày la mày chết. Còn mấy con vô bàn bốn bạn đi ngồi cho nó đông vui. Rồi vô cái này ngồi ăn chung đó chứ ngày mai là nhà ăn ăn Tết rồi đó. À, bữa nay mình ăn chung chứ ngày mai là gì, mình ăn Tết rồi, đi chơi Tết rồi. Chia tay rồi. Chia tay. Đũa ấp lên đó rồi con. Nhắc gần vlog hả? Ừ. Nhắc gần vlog. Rồi bạn đủ 4 người đó. À. Còn mấy đứa nữ ngoài kia nó không ăn gì, nó đi mua gì đó ta. Chiến không á. Chiến không phải không? Không giờ con chạy xuống dưới hỏi giùm đi. Nó chị cho em mượn mượn chén gì đó, mượn tô gì đó. Chị cho nó cái chén nhỏ nhỏ nó đựng nước chấm á chị. Nhớ đem về. Kêu thằng Minh Nguyên nghe với thằng 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 Hận. Chai nước tương của người ta ăn xong nó chai nước tương ta về. Khoảng gì? Canh không canh à? Không rau thịt phải không? Đúng rồi. Ờ, nó chạy chặt chọc hết đó. Không rau thịt rồi về nó giết em đó. Để ăn cho nhiều về trong con nha. Đó nó lì lắm đó. Còn chanh ớt gì không con? Sáng mẹ mày gửi tao đó. Để mày đói mấy gì mà nó la tao sao? Ăn thôi thà. Nói mày đi chảnh mà quậy phá quá, để mày qua cam bán luôn. Ăn xong rồi là mình về đến nhà luôn nha các bạn. Thôi giờ mình đi ăn luôn rồi, đói bụng rồi. Bye bye, bye bye.